Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa Thầy Viện Chủ Tu Viện Chân Như. Kính thưa Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa đại diện các cấp chính quyền hiện có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý Phật tử khắp mọi miền đất nước cũng như ngoài nước đã về tham dự buổi lễ. Kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm lần thứ 6 ngày 2 tháng 1 năm 2013, ngày 3 tháng 1 năm 2019, ngày Đức Trưởng Lão Thích Tông Lạc nhập diệt, được sự sắp xếp của ban tổ chức, chúng tôi xin có những lời phát biểu như sau. Đạo Phật, đạo từ bi bình đẳng, trí tuệ sanh ban giải tình thương, năm giới đức làm người học Phật, mười điều lành rèn luyện thân tâm, đạo đức nhân bản là nền tảng, thấu suốt nhân quả phải trao dồi, xung đột chiến tranh đâu còn nữa, hòa bình hạnh phúc đến muôn nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn mượn những lời trong ý thơ này để nói lên tâm tư và ước nguyện của chúng tôi, mặc dầu nhận biết bản thân mình làm thơ không có niêm luật. Hồi tưởng lại cách đây 10 năm ngày Đức Trưởng Lão tham dự Đại lễ Vê-sát Thế giới năm 2008 được tổ chức tại Mỹ Đình, Hà Nội. Trong buổi lễ hội thảo, Thầy đã chọn đề tài xung đột và chiến tranh. Sau khi trở về lại tu viện, trong buổi lễ nói chuyện với tu sinh tại giảng đường Nam ngày 18 tháng 5, 2008, Thầy có đem câu chuyện đi dự đại hội kể lại cho tu sinh nghe. Quý Phật tử nào chưa nghe, có thể đánh vào một tìm kiếm trên YouTube Trưởng Lão Thích Tông Lạc nói về Đại hội Phật giáo Thế giới và tương lai năm 2008, hoặc Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tông Lạc với Đại lễ Vê-sát 2008. Kính thưa quý vị, những sự việc đã và theo thời gian đi qua, nhưng những lời tâm huyết của Thầy vẫn còn văng vẳng đâu đây, chúng tôi nói riêng và trong tất cả chúng ta nói chung. Phải luôn luôn khắc cốt quy tâm bài học đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Một điều mà chúng tôi rất vui mừng là được tin năm nay Đại lễ Vê-sát Liên Hợp Quốc 2019 lại được tổ chức tại Việt Nam. Vui mừng ở đây là chúng tôi đọc trên bản tin điện tử Đại lễ Vê-sát 2019 là truyền tải thông điệp của Đức Phật về hòa bình, từ bi, trí tuệ, tình thương, sự chia sẻ đối với mọi người. Và cũng trong một bản tin, hội nghị trù bị cũng đã trao đổi các vấn đề xung quanh chủ đề chính của Đại lễ Vê-sát 2019, đó là cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bình vững, sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu, cách tiếp cận của Phật giáo về cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Phật giáo, cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe hoặc đọc được những tiêu đề trên, chúng ta sẽ có một sự suy nghĩ như thế nào? Là người con Phật phải làm gì? Phải thực hành như thế nào để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước thanh bình? Hay ngồi đó, nhìn đó, rồi cầu nguyện đấng thần linh nào đó để ban vui cứu khổ? Xin thưa, nó không có thực tế. Lời dạy của Đức Trưởng Lão chúng ta có còn nhớ không? Chỉ có học và hiểu đạo đức nhân bản nhân quả, chỉ có sống năm giới đức làm người, thực hành mười điều lành, phải thông suốt, phải trao dồi và thực hành, thì đem nền đạo đức đến muôn nơi, gia đình hòa hợp sống thảnh thơi,
từ bi trí tuệ tình thương đến, xung đột chiến tranh chấm dứt thôi, Việt Nam thế giới bình an mãi, người vật hân hoan thật là vui. Kính thưa Thầy Việt Chủ, kính thưa Chư Tôn Đức, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách, trước khi chấm dứt lời phát biểu hôm nay, chúng tôi xin quý Ngài hoan hỷ cho chúng tôi vài phút có đôi lời chia sẻ cùng các bạn đồng pháp Nguyên Thủy Chân Như. Thưa các bạn đồng pháp Nguyên Thủy Chân Như, chúng tôi cũng như các bạn cũng là con một nhà, là đệ tử của Đức Trưởng Lão. Với bản thân chúng tôi hôm nay xin thưa rằng, thứ nhất, luôn luôn vững niềm tin chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca và niềm tin với Đức Trưởng Lão, một vị ân sư đã dựng lại nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, có pháp hành thực tế và cụ thể, rõ ràng, không mơ hồ, trừu tượng. Thứ hai, luôn luôn trao dồi lòng yêu thương, thực hiện tinh thần đoàn kết, đây thực sự mới chính là nền tảng tránh đi sự xung đột với bạn đồng tu, nói riêng và nói chung đối với tất cả mọi người. Thứ ba, luôn luôn biết xấu hổ và sửa sai, đồng thời sách tấn cho nhau trên bước đường tu tập, không đố kỵ, hơn thua, tị hiềm, ganh ghét nhau. Kính thưa Thầy Viện Chủ, kính thưa Ban Tổ chức, kính thưa các bạn đồng pháp Nguyên Thủy Chân Như, chúng tôi xin thưa trước rằng những lời phát biểu tiếp theo dưới đây, nếu làm mất thời gian hay không hợp với tiêu đề, Ban Tổ chức có quyền cắt bỏ cho phù hợp với chủ đề buổi lễ. Chúng tôi xin Thầy Viện Chủ cùng quý vị hoan hỷ cho. Bài phát biểu ngày hôm nay được viết cách đây hơn một tháng, nhưng trước khi về Việt Nam, chúng tôi có chia sẻ cho một Phật tử Nguyên Thủy Chân Như cũng đang sống ở một tiểu bang tại Hoa Kỳ. Phật tử này gọi điện thoại và nói, Thầy ơi, Thầy có thể cho con được nói lên vài lời trong bài phát biểu của Thầy không? Chúng tôi trả lời được, con cứ nói. Phật tử rất mừng và nói, lời nói đầu tiên của con là xin chuyển lời kính chúc Thầy Viện Chủ cùng đại chúng và tất cả quý quan khách có mặt trong buổi lễ tưởng niệm 6 năm ngày Đức Trưởng Lão nhập diệt luôn luôn khỏe và an lành. Tiếp theo, một lời văn mộc mạc mà trước kia hơn 10 năm, Đức Trưởng Lão đã nhìn đặc tướng của Phật tử này và khuyên cố gắng tu sửa và học thêm để sau này góp phần vào việc hộ trì chánh pháp. Những lời nói của Đức Trưởng Lão sau hơn mười mấy năm không sai trật. Chúng tôi xin đọc tiếp nguyên văn. Đức Phật là vị vua tương lai mà Ngài còn từ bỏ và đầu trần chân đất đi xin ăn để biểu tượng cho cuộc sống đạm bạc thanh bần, hòa đồng với mọi người và chúng sanh. Đức Trưởng Lão có rất nhiều Phật tử có thể cung cấp cho Ngài các thứ, nhưng không, Ngài đã từ chối, từ bỏ sống với đời sống thiểu dục vi túc. Ngài đã dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đã chứng minh những lời gốc Phật dạy cho chúng ta, đó là dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, thực hiện năm giới đức và 10 điều lành là giải thoát, là an vui, hạnh phúc. Còn bây giờ, đây sau 6 năm vắng bóng Thầy, trong số chúng ta đã làm được gì đây? Hay lại cái mãi chạy theo và chạy theo để tìm người tu chứng như Thầy để làm gì? Hãy thử nhìn lại trong số chúng ta, năm giới đức làm người và 10 điều lành đã được bao nhiêu vị thực hiện trọn vẹn, hay cứ mãi chạy và chạy lanh quanh lẩn quẩn trong cái vòng tìm người tu chứng? Xin hãy buông xuống đi, buông xuống đi. Hãy học và sống trên tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả và cùng nhau tiếp nối thắp sáng nền đạo đức khắp mọi nơi. Trước khi chấm dứt bài phát biểu ngày hôm nay, chúng tôi xin thưa, muốn tránh đi sự xung đột và chiến tranh, muốn có một gia đình hòa hợp, muốn có nền giáo dục đạo đức được lan tỏa, muốn có một đất nước hòa bình bình vững, thì chúng tôi xin mong các bạn đồng pháp đừng phụ công ơn giáo dưỡng của Đức Trưởng Lão. Kính chúc toàn thể đại chúng thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Kính chúc quý vị quan khách một năm mới luôn luôn an vui, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Tôn Lạc.
Ban tổ chức xin được cảm ơn những lời tri ân của Thầy và tri ân của Phật tử đến từ Hoa Kỳ đã gửi Thầy chuyển lời tới đại lễ. Kính thưa quý vị,